Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Lần đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà, thì còn mới tinh luôn, tặng cho mình hết nội thất trong nhà luôn nha anh chị, như là bàn salon nè, máy lạnh nè, rồi máy tủ lạnh nè và một số nội thất khác nha anh chị ha. Đường này đường ô tô xe tải tới vị trí bên trong đậu trong cái sân nhà mình luôn anh chị nha. Mình đi hướng này thì mình đi liên thông về ra đường nhựa anh chị, đi về hướng cầu Chợ Bưng nè, rồi chợ Bưng nè, ở đó có ủy ban trường học, điện máy xanh, chỉ có là 2 cây số đổ lại thôi nha. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng tây nam nha anh chị, thổ cư hết căn nhà mình luôn á là 100% nha. Cái đường này căn nhà mình có lộ giới chị ha, lộ giới là 4 m nha chị, đường công cộng đường thông nha. Địa chỉ cái căn nhà của mình là ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ vị trí căn nhà mình đi về thành phố Mỹ Tho là 8 km nha, còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 57 km nha chị, với ngay diện tích là 5, chiều sâu là 32 m nha, còn một đầu là 31,5, phía sau anh chị nở hậu ra là 7 m, rất là đẹp luôn. Đây thì phong thủy thì nở hậu là rất là tốt chị ha. Đây đường thì đổ đan thì có 2,2 m thôi, nhưng mà hai bên lề đường đó chị đã làm bằng phẳng rồi đó, nên xe ô tô mà vô thoải mái nha, xe bị gác máy, xe 7 chỗ vô tới vị trí bên trong cái sân căn nhà mình luôn anh chị. Rồi để quay một vòng hàng xóm mình xem nha. Đây nhà cửa rất là sung túc nha anh chị, ở đây mình đã vô điện, vô nước sẵn anh chị ha, còn wifi thì mình kéo thẳng từ cái đường trụ điện của nhà nước nè, cắm sẵn cho mình nè, đó mình kéo từ cái ra ngoài đây trụ điện này mình vô, là wifi, hình như wifi có sẵn luôn anh chị. Nãy em có coi hình như có wifi sẵn luôn anh chị ơi, nên về đây là mình yên tâm, đã có sẵn hết rồi đó, mình dọn đồ vô ở thôi, tại nội thất thì chủ cũng tặng cho mình luôn đó, chủ quạt nhà mới rồi anh chị nha. Còn hướng này mình đi liên thông về chợ, khi mà chợ Dòng Dứa chị, còn là chợ Huệ chị đó, thì cách khoảng là 4 cây số anh chị ha. Rồi để không mất thời gian của cô chú và anh chị, nên em sẽ chỉ ranh giới căn nhà cho quý hàng mình nắm nha. Hàng xóm thì rất là đông đúc chứ không có vắng nha anh chị. Xung quanh đã xây tường lên là 1 m, kéo khung lưới hết anh chị ha, xung quanh căn nhà hết rồi, có sổ sẵn công chứng trong ngày luôn nha anh chị. Đây là chiều sâu bên tay trái anh chị ha, xây dựng là phía sau còn khoảng là 3 m mấy, gần 4 m là đất trống anh chị ha, do chỗ đang trồng rau sạch và vài cây ăn trái phía sau đó. Thổ cư là hết căn nhà mình luôn nha anh chị, còn trước đây là lộ giới nha, là cây lâu năm nha anh chị. Và ở phía sau căn nhà mình thì chủ cũng làm có một cái bồn inox đại thành ha, để chứa nước ở trên á, nhiều lúc cúp điện cúp nước á chị, mình sử dụng trong cái bồn nước đó anh chị ha. Rồi từ cái ranh giới ngay trụ điện luôn, qua bên tay phải mình là 5 m anh chị ha. Đây là đồng hồ gắn ngoài trụ điện ha. Ở trước thì có một cái cổng, đây là 4 cánh anh chị, rất là rộng luôn, nên mình mở 4 cánh xe ô tô xe tải mình ra vô cái sân mình rất là thoải mái luôn anh chị nha. Ở đây có 2 căn liền kề, nhưng mà căn bên tay phải đã bán rồi nha anh chị, còn căn bên tay trái này thôi. Qua bên tay trái mình đây anh chị ha, tường riêng biệt hết nha chị ha, không có chung nha anh chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha. Chị thấy rất là rõ rồi ha, từ cái đường công cộng nè, gia chủ làm cái cổng hàng rào mình á thụt vô khoảng là 2,5 m, rất là sâu luôn, nên mình xe mình ra vô rất là thoải mái luôn chị ha. Tại cái đường này còn mở rộng nên nhà gia chủ xây thụt vô trong luôn chị ha, từ cái bế đan nè như đây rất là sâu. Qua bước vô bên trong cái sân thì thấy rất là rộng luôn, nên mình có xe 4 chỗ 7 chỗ đậu trong cái sân luôn nha. Và anh chị có điều kiện chị có thể mình làm máy tiền chế để mình che xe mình cho nó mát mà chị ha, hiện tại chủ chưa có làm nha. Qua toàn bộ căn nhà thì cũng có camera quan sát nhà đầy đủ hết luôn đó, có màn game rồi đầy đủ nội thất luôn, dọn vô ở liền anh chị, khỏi suy nghĩ nha. Giá thì chủ ký gửi là 1 tỷ 550 triệu nha anh chị.
Đó. Bao với trò trọn gói hết cho mình luôn. Và bên tay phải mình thì chủ cũng có thiết kế là mà trồng một số bông cho đẹp anh chị ha, xung quanh cái quang cảnh cái sân của mình anh chị. Đó, xung quanh đã có hàng rào bên dưới hết rồi. Đây thì có một cái vòi nước nè, đó chị có thể nè anh chị không, chủ có cái ống thùng để tưới bông và gửi xe hay là trời mưa rồi anh chị, đó anh chị có thể gửi chân vào đây ha. Đây bên tay trái mình còn khoảng trống anh chị để đi ra phía sau nhà anh chị, thì cái nhà mình nở hậu nha, đó nên làm cửa sổ và để gắn cái cục nóng máy lạnh đâu chị ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha. Ở đây thì bên tay phải mình xây bức tường cao là 3 mét nè chị, gắn đèn bi đó, rất là đẹp luôn. Cửa phòng khách mình đây là cửa bằng nhôm si pha lồng kính cường lực là 10 ly nha anh chị đó, màu rất là đẹp. Và bên trong có rèm sẵn luôn đó, về là mình ở liền đó, mọi nội thất là chủ để lại hết cho mình luôn đó. Bên trong phòng khách đây có bàn salon đó, cửa sổ ha. Toàn bộ căn nhà thì gia đình là đóng thạch cao nha anh chị, gắn đèn bi đèn kiểu rất là đẹp luôn chị nha. À, có tivi sẵn luôn nè chị không, có đầy đủ hết chị, giường nệm đồ có đầy đủ hết nha. Được là 3 phòng ngủ chị, dành cho những cô chú anh chị nào gia đình đông thành viên nha. Một phòng khách phía sau nhà tắm, nhà vệ sinh, và cuối cùng là một cái không gian vườn cây trái và không gian bếp nấu ăn anh chị ha. Lối ra phía sân nhà cho đi cũng rất là thoải mái rộng rãi nha anh chị. Toàn bộ là bên trong nhà chủ ốp gạch là cao là 1m6 nha anh chị. Đây là bước vô đây là phòng ngủ đầu tiên ha. Đây có giường, có máy lạnh, cửa sổ đầy đủ hết nha anh chị. Quay cao cho xem nè. Phòng khách, phòng ngủ phía sau đều là thạch cao hết nha. Giường rất là đẹp, mà gỗ rất là đẹp anh chị. Đây có tủ quần áo luôn. Đó, hộc tủ nè để đồ đạc. Trong đây rất là được luôn, rất là rộng. Đó, mở cho xem này. Rất là rộng nha anh chị. Đây. Để đồ thoải mái luôn anh chị ha. Toàn bộ điện thì chủ cũng đi là âm tường hết nha anh chị. Và mỗi phòng ngủ đều có cái đèn ngủ luôn. Đó. Cửa phòng ngủ cũng là cửa bằng nhôm si pha lồng kính cường lực là 10 ly nha anh chị. Thì ba phòng giống nhau, rộng rãi thông thoáng anh chị ha. Đây. Phòng nào cũng giống nhau hết, có đầy đủ tiện nghi hết, giường, tủ quần áo, rồi máy lạnh, không gian cửa sổ đầy đủ hết. Căn phòng thì cũng vừa phải chị ha. Phía sau thì chủ có trồng rau với vài cây ăn trái phía sau chị ha. Tại phía sau chủ cũng còn khoảng là 3m 3,5 trồng cây ăn trái và rau thôi, chứ không để chừa nhiều chị. Để thiết kế phòng ngủ được 3 phòng nè chị ha. Phòng thứ ba thì nội thất thì không có chị ha, chỉ có phòng thứ nhất và thứ hai thôi. Rồi em sẽ đi ra cái không gian cuối cùng để mình tham quan nha. Đây anh chị không, ốp gạch nè, giờ mình làm nó là ốp không có gân đây chị, hồi xưa có gân ha, nó bụi bặm rồi chùi rất là khó đó, giờ là ở trên nè đó. Tô bằng gạch luôn đó, rất là đẹp anh chị ha. Đây là không gian phía sau bếp nấu ăn của mình đây đó, có bàn ăn cơm đó, tủ lạnh đó, đầy đủ hết anh chị thấy không. Không gian bếp thì em thấy thiết kế chủ làm rất là rộng, rất là thoáng luôn. Ở dưới thì cũng có hộp tủ, trên cũng có hộp tủ bằng gỗ hết anh chị ha, để nồi ơi chén bát rất là được nhiều luôn nha anh chị. Không gian rất là thoải mái, rất là rộng. Đây là cái chỗ để mình rửa chén bát anh chị ha, nó bằng inox cao cấp nha anh chị. Đây em để chén bát đây nè, rửa ở bên đây đó, mình thiết kế cái dàn dán ốp ở trên đây chị ha, đậy lại cho có bụi. Tủ rất là rộng bên trong này chị ha. Chủ cũng để sẵn cho mình một cái nguồn số nguồn điện phích cắm đây, để mình có thể mình nấu bếp ga, bếp điện rồi chị ha, hay là rạng đi đồ đi sống rồi chị. Đây có máy giặt,
ngay chỗ nhà vệ sinh, nhà tắm và cái labo đánh răng rửa mặt, gương ở đây chị ha, trước không gian nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm, nhà vệ sinh là chung nha chị. Đây thì nhà tắm, nhà vệ sinh thì chủ ốp gạch lên tới trần luôn, có máy nước nóng lạnh tặng hết cho mình luôn chị thấy không? Chủ dọn đồ đi thôi chị, còn mình mua là dọn đồ vô ở liền, khỏi suy nghĩ, không có tốn tiền tu bổ hay là sắm sửa gì hết nha, có đầy đủ hết cho mình hết rồi. Đây, đầy đủ hết nha. Để mở nước cho xem. Đây, có nước, có điện, có wifi sẵn, camera thì gắn xung quanh căn nhà luôn rồi. Đó, đây là cửa phía sau căn nhà mình đây. Đó, làm cửa là nhôm sifa lồng kính cường lực luôn. Qua đây có chỗ để một khoang dông rộng để ốp gạch sẵn luôn nè, lót nền đó chị, lót nền sẵn luôn, rất là sạch sẽ. Đây là không gian để mình trồng rau sạch như rau muống nè, có trồng chuối, trồng dừa, có vài cây thôi, tại ở đây còn có 3 mét mấy hả chị ha, chứ không có nhiều. Và đây cũng là ranh giới cuối cùng của căn nhà, diện tích vừa phải cho mình chị ha. Xung quanh thì có hàng rào rõ ràng hết rồi, sổ thì cũng có rồi, thổ cư hết nhà mình xây dựng là 100%. Còn ở phía sau đây đó, có một số đây là cây cây đầu năm và trước là lộ giới là cây đầu năm thôi, toàn bộ xây dựng mình là thổ cư 100% nha anh chị. Đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà và đất của mình anh chị ha. Phía sau căn nhà và đất của mình đây là thì là một cái vườn cây ăn trái anh chị ha. Ở bên hông còn rất là rộng nè chị thấy không đó. Anh trước mình đi ra phía sau nhà rất là thoải mái luôn đó. Căn nhà mình xây ngay anh chị ha, tại vì căn nhà mình là nở hậu là 7 mét nên ở đây anh chị thấy không gian nó xéo anh chị ha. Đó, tại nhà mình là nở hậu là 7 mét nha anh chị. Rồi, để đem tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn diện tích nho nhỏ này thì liên hệ đem số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 550 triệu thôi. Giá này là thì chủ nó còn bớt cho mình nha, và có sổ sẵn công chứng cho ngày luôn, và thổ cư là 100% nguyên căn nhà mình luôn, nội thất toàn bộ căn nhà là chị không cao cấp để lại hết cho mình luôn, từ tủ lạnh, máy lạnh, rồi bàn ăn cơm đầy đủ hết đó, để lại hết cho mình luôn đó. Mình mua làm dọn cho ở liền anh chị, mà đường trước căn nhà mình là đường ô tô xe tải luôn anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký trong hình để tương tác với em, để có động lực quay những video mới tìm đất, hòa nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, em xin chào ạ.